ta là đúng ra thì chúng ta đi đúng thời gian thì anh Lợi sẽ dẫn cho chúng ta đi thăm quan xưởng và chia sẻ. Nhưng mà thời gian chúng ta không hạn, chính vì thế thì giờ đây cũng xin trân trọng kính mời anh Lợi đại diện cho công ty ấy sẽ nói lên về cái hình thành phát triển của công ty cũng như ngành nghề kinh doanh của anh. Đấy, và cái công việc và ngành nghề của anh cần phải phục vụ cho những ai, đấy, phục vụ cho những đối tác nào. Đấy, thì anh Lợi cũng sẽ chia sẻ và cũng sẽ cùng mong muốn tất cả quý cha cùng như anh chị em đấy, kết nối cũng như là hỗ trợ giúp đỡ cho doanh nghiệp Vũ Minh đấy, cũng là những người anh em của mình. Còn xin thưa quý cha, quý các anh, các chị, các em thành viên trong hội dân giáo dân Hải Phòng. Con hình thành cái nghề này được 24 năm rồi. Cái nghề chế biến rau câu này nó là một nghề truyền thống của đất cảng Hải Phòng. Trong 63 tỉnh trên cả nước là chỉ có mỗi Hải Phòng làm thôi. Nó cũng là một nghề nó cũng khó cách tranh đấy. Thế nhưng mà còn ví khách hàng phục vụ thì thực ra thì chủ yếu là khách hàng trong miền Nam. Miền Nam người ta sử dụng cái này là chính bởi vì người ta không có mùa đông. Mà cái về phục vụ cho những vấn đề về xương xa, nấu thạch ăn để cho nó mát. Đấy, vì cái này hàm lượng đường nó rất là cao, dùng cho những người mà không muốn sử dụng rượu ngọt thì người ta sẽ dùng. Thế và để cho mát thì chỉ có khách hàng Sài Gòn là 95 đến 99% là khách hàng Sài Gòn. Thế bây giờ thì cũng sau khách hàng Sài Gòn thì bây giờ cũng đã vượt được ra đến nước ngoài, ví dụ như là Ý hoặc là Nga hoặc là Ấn Độ, Hồng Kông. Đấy, thì là những từ khách hàng ấy là những từ khách hàng chính. Thế còn cái ngành nghề rau câu này thì cũng xa xưa thì của đồ hộp xuất phát từ đồ hộp Hạ Long. Thế và từ đồ hộp Hạ Long là sẽ tràn ra bên ngoài cho những người sản xuất như con đây. Thì như con là cũng là non trẻ nhưng cũng đã 24 năm trong nghề rồi. Nó là một nghề truyền thống của thành phố Hải Phòng. Thế mà mong rằng là ngày hôm nay thì cũng như quý cha, như quý các anh chị em, hội viên trong Hội Nhân dân Công giáo Giáo phận Hải Phòng đã đến đây và cũng được biết về cái ngành nghề chế biến rau câu. Thứ nhất là của cá nhân con, thứ hai là của Hải Phòng. Đấy, thì cũng mong rằng cha và các anh, các chị, em trong doanh nhân Công giáo Giáo phận Hải Phòng cũng quan tâm đến ngành nghề này nhiều hơn. Biết đâu qua những cái buổi ngày hôm nay thì lại sẽ được vươn xa hơn nữa. Con xin rất là cảm ơn quý cha và quý anh chị em. Qua chia sẻ của anh Lợi về cái công việc, ngành nghề kinh doanh của anh. Đấy thì cũng giờ đây cũng xin phép quý cha thì anh chị em nào có những câu hỏi đấy hoặc có những cái gì mà muốn tìm hiểu về anh Lợi thì có thể chúng ta hỏi trực tiếp để anh Lợi có thể giải đáp mọi cái thắc mắc liên quan đến Aga, liên quan đến công ty rau câu. Anh giới thiệu sơ qua một tí thôi, không nhiều, nhưng sơ qua bắt đầu nó hình thành như thế nào xong. Dạ, em cũng xin thưa trả lời anh Tâm về cái công nghệ chế biến rau câu. Thì em giới thiệu từ bước đầu tiên là rau câu xuất phát từ các đầm ven biển Hải Phòng. Thì công nghệ đầu tiên thì là người nông dân. Người nông dân thì đến cứ 45 ngày một nứa thì cái rau câu này người ta sẽ vớt lên, người ta sẽ phơi khô. Đấy, phơi khô và người ta sẽ xuất bán cho công ty mình. Thế thì khi mà về đến công ty thì cái công nghệ đầu tiên là công nghệ là ủ kiềm để phá hủy màng cellulo và loại protein. Thì trong cái rau câu này nó có hai hàm lượng chính mà cần phải loại bỏ là protein và cellulo. Sau khi mà loại bỏ được hai thành phần này thì sẽ qua một công nghệ tẩy trắng. Tẩy trắng bằng acid chanh, mình gọi lôm là acid acetic. Rồi axit chanh đấy thì là và có thêm cả cái nguyên liệu nữa là ra ven.
Nói chung các mục đích tẩy này thì những cái hóa chất này đều là những hóa chất, nói chung đã là hóa chất thì không thể nói không độc hại. Thế nhưng hóa chất này để sử dụng cho thực phẩm rồi sau để cho sử dụng cho chúng ta sử dụng hàng ngày. Và qua cái quá trình mà xử lý hóa chất xong thì nó sẽ qua một quá trình rất dài là quá trình loại hóa chất. Mà loại hóa chất này thì bây giờ hiện nay thì vẫn phải sử dụng loại hóa chất kết thúc bằng công nghệ, bằng quy trình cổ điển là thời gian và nguồn nước. Thời gian dài và nguồn nước dài ngâm ủ nhiều thì sẽ loại được hết những cái tạp chất và những cái hóa chất dư thừa mà trong khi mình sử dụng. Sau khi loại được hết trong vòng từ 24 đến 48 tiếng thì sẽ qua một quy trình lấu chiết. Lấu chiết thì sẽ tách, chiết tách từ cái sợi rau câu đó thì chiết tách ra cái dung dịch và bã mình loại bỏ đi, cái dung dịch đấy sẽ đông lại. Đông lại thì như là cái sản phẩm sau này chúng ta nấu ăn đông bình thường đấy, thì đông lại thì từ cái thạch đông đấy thì mình sẽ qua một quy trình cắt ép. Cắt ép thì bây giờ nó có hai quy trình, một quy trình là cắt ép thủ công và quy trình cắt ép ép bằng máy tách nước. Thì sau khi tách nước ra thì sẽ ra những cái miếng bánh đa như ở dưới xưởng kia. Thế từ cái miếng bánh đa đó thì ta mới đùn và đùn thành những sợi như là sợi bún. Khi mà ra hạt thì nó như là hạt thức ăn gia súc đấy. Thì qua một cái hệ thống sấy liên hoàn, nghĩa là vào đầu này ướt thì đầu kia ra là khô, và quy trình kết thúc là nghiền bột. Thế và cái đấy là sau đó là đóng gói và xuất khẩu thôi. Thế quy trình nó chỉ ngắn như vậy thôi. Thế còn là... Xin phép anh Lợi là em xin hỏi ý kiến là vừa từ anh có nói qua cái quy trình sản xuất của cái nghề của anh, thì em xin hỏi là xuất phát ở đâu mà anh làm nghề này, và anh trang truyền con nối hay là tự anh có thể học hỏi bên ngoài, hay là anh làm cái gì đó để phát triển được cơ ngơi như hôm nay? Xin mời anh cho. Kính thưa quý cha, quý anh em hội viên trong xưởng, hiện nay thì cái nghề này xuất phát thì nói nghề này là nghề độc đáo của địa phương. Thế và con thì cũng ơn Chúa là cũng ban cho một cái trí khôn ngoan, cũng biết chọn với cái ngành nghề mà mình thích. Thì ngành nghề này không phải ngành nghề tra truyền con nối, mà ngành nghề này cũng không nghĩa là chỉ học hỏi coi như là bạn bè thôi. Thế thì năm 1996 con bắt đầu vào làm nghề. Thì trước đó thì con nghề chính là nghề thợ sửa chữa điện lạnh. Thế thì sau cái nghề sửa chữa điện lạnh đó thì cũng đã đi làm cái máy lạnh để tách nước cho các cái nghề rau câu này. Thế nhưng mà xét thấy rằng cái nghề rau câu ở Hải Phòng này ấy, thì người ta cứ lăng lên quật xuống thôi. Cứ vài hôm lại người này phá sản thì người kia làm, người này phá sản người kia làm, cứ thế mãi. Thế vậy thì con sẽ thấy rằng là tại sao lại không làm được. Thế thì mình thì có cái nghề máy lạnh, thì bắt đầu từ đó mới bỏ nghề máy lạnh, bắt đầu mới chuyển sang cái nghề chế biến rau câu này. Là ngày mùng 6 tháng 6 năm 1996 là con bước chân vào cái nghề này. Đấy, và con bỏ cái nghề thợ cơ khí đấy, máy lạnh, là bỏ cái nghề đó. Và từ đó thì cũng vất vả lắm, cũng năng lên quật xuống, cũng phải đi tầm siêu học đạo, rồi cũng phải rất là nhiều thời gian, mất 15 năm. Thì chính thức để mà nói thì đến bây giờ cái nghề chế biến rau câu này thì cũng khẳng định một điều rằng là không phải là thứ nhất nhưng cũng phải là thứ nhì nếu nói về công nghệ và kỹ thuật. Thì không đứng thứ nhất ở cái thành phố Hải Phòng này nhưng sẽ phải đứng thứ nhì chứ không đứng thứ ba. Đấy, thì là cũng qua quá trình cũng đóng góp vào cái nghề này mất độ khoảng tầm 15 năm. 15 năm mới lúc về mới làm chủ được nó. Thì chính thức mà làm chủ được nó thì mới chỉ có chưa được 10 năm. Đấy là cái nghề xuất phát từ khi coi như là bước chân vào. Cũng cảm ơn anh Lợi đã có những cái chia sẻ về cái xuất phát điểm này, rồi hình thành phát triển này, rồi quá trình chúng ta sàng lọc. Thì giờ đây có một cái điểm quan trọng nhất thì cũng xin hỏi anh Lợi là cái ngành nghề của anh thì sẽ phù hợp với các đối tác nào? À, đúng không ạ?
tại vì cái đấy mới là cái quan trọng, cái đấy mới là cái cốt lõi để chúng ta gắn kết với nhau và chúng ta giúp đỡ nhau trong cái vấn đề kinh doanh. Đấy thì anh Lợi có thể nói lên, ví dụ như bác sĩ này, hoặc là các nhà hàng này, hoặc là các lọ các kia để làm sao, đó là những cái đối tác quan trọng nhất của anh. Thì chính vì anh Lợi nói lên thì chúng ta sẽ cùng tập trung, đúng không ạ, để có thể là giúp đỡ nhau trong lĩnh vực kinh doanh. Xin mời anh. À, xin thưa quý cha và quý anh chị em hội viên, cái ngành nghề của con ấy thì là phục vụ chính là ngành thực phẩm. Thực phẩm thì là ngành bánh cao cấp, mà hiện nay bánh cao cấp thì ở Việt Nam thì cũng chưa có công nghệ để sản xuất cái bánh cao cấp bằng nguyên liệu chính là bằng cái bột aga này. Cái chất đây gọi là, nếu mà trong công nghệ thì gọi là chất tạo đông, mà chất tạo đông này là chất tạo đông chiết từ thiên nhiên. Đấy, chiết từ thiên nhiên cho nên là nó là sản phẩm đơn chất nên nó rất là giá trị. Nên giá trị thì hiện nay cái công nghệ mà để sản xuất các cái bánh rồi các kem rồi nước uống thì hiện nay nó mới chỉ có nước ngoài mới làm được thôi. Việt Nam mình chưa có công nghệ để làm. Mà hiện nay mình mới chỉ bán nguyên liệu. Cứ mình thì là nguyên liệu tinh đấy, nhưng tạm gọi sang kia người ta gọi là nguyên liệu thô, và người ta sẽ từ cái nguyên liệu của mình người ta sẽ nấu ra các cái nước uống của Nhật, của Mỹ, của Canada, mà người ta cũng có cái nước mà chai nhựa đấy, chai nhựa mở lắp ra là mút uống ngay như là uống sữa đấy. Đấy thì là đấy là cái nguyên liệu chính nó bằng cái đó. Thế rồi các cái bánh kem xốp, rồi là những cái kem tươi. Đấy, kem tươi hiện nay là Việt Nam chưa sử dụng. Thế và là các nhà hàng khách sạn cao cấp thì sau khi những cái bữa tiệc ăn là nó có, người ta có những cái chén thạch xương xa đấy. Đấy là chỉ trong Sài Gòn thôi, người ta sử dụng nhiều, ngoài Bắc là sử dụng ít. Và cái đối tượng, cái aga này sẽ phục vụ cho hai đối tượng. Một là đối tượng cao cấp, hai là đối tượng thấp cấp. Thấp cấp, cao cấp là nhà hàng khách sạn cao cấp mới được sử dụng. Và người nghèo nhất là những người dân, người ta có thể mua cái bột này, người ta về người ta nấu ra thì rất là rẻ. Đấy, cái này một nạ thì nó chỉ có khoảng 30 ngàn thôi, nhưng người ta sẵn sàng là nấu được 10 cân thạch cho rất nhiều người ăn. Đấy là phục vụ cho những người lao động. Người lao động thì hiện nay ở Việt Nam mình ấy chỉ có vùng miền Tây, thứ nhất trong miền Nam và cái vùng miền Tây nắng nóng là người ta ăn nhiều để người ta giữ được cái nước, người ta không bị mất nước trong cơ thể. Thí dụ chúng ta uống một cốc nước, một chai nước này 300ml này có thể chỉ 30 phút là toát hết mồ hôi là hết, nhưng nếu như ăn một bát thạch 300ml này thì có thể giữ cho mình trong vòng độ khoảng từ 2 đến 3 tiếng. Đấy là những người lao động. Đấy là những cái đối tượng mà sử dụng cái sản phẩm này. Thế còn cao cấp hơn thì nước ngoài thì người ta chế biến ra rất nhiều những sản phẩm đấy, cao cấp. Đấy. À, vâng, giờ đây thì anh Lợi đã chia sẻ về tóm tắt tất cả mọi lĩnh vực liên quan đến sản xuất, liên quan đến đối tác. Thì cũng rất mong anh chị em chúng ta lưu tâm, và chúng ta cũng có những quan hệ của mình tận dụng để chúng ta có thể giới thiệu cho anh Lợi. Mà chúng ta muốn tìm hiểu sâu hơn thì sau ngày hôm nay có thể chúng ta sẽ liên hệ với anh Lợi. Thì anh chị em chúng ta cùng quy tụ đây để cùng với cha Minh Hướng cùng với quý cha đặc trách để dâng lời cầu nguyện cho công ty anh. Thứ nhất được bảo an, thứ hai là công việc được thuận lợi. Thì đây con xin mời cha Minh Hướng cùng tất cả chúng ta cùng đứng để hướng về bàn thờ để chúng ta dâng lời cầu nguyện. Nhân linh cha và con và thánh thần, amen. Xin ngôi bà Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban lòng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, khiến chúng con những chiến sĩ theo Chúa Kitô thành nhân chứng được trời cho muôn người trong khắp nơi. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến lòng và lòng đời trong ngày soi sáng. Xứng đáng với danh hiệu
Chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thánh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, đi cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con trao khỏi sự dữ. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con ở trên trời, con là nên cha ra xa nơi cha đi đến nơi cha thì hiện nữa cũng như trên trời. Lạy cha con ở trên trời, con là nên cha ra xa. Cha ngon đại diện cũng như trên trời. Anh yêu cha và đời Chúa con và đời Chúa Thánh Thần. Chúng ta xin lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xuất thắng chúng con là đường Đức Giêsu chịu nạn trên thập giá, nhưng đằng sau cũng là hình ảnh của Chúa phục sinh. Điều ấy Chúa nhắc nhở cho chúng con là việc quây quần bên công ty trách nhiệm hữu hạn vụ bên hôm nay để nói lên cuộc đời công việc của mỗi doanh nghiệp, mỗi công ty có những khó khăn, nhưng sau những khó khăn ấy là niềm vui của sự thành công, của niềm vui 24 năm và đặc biệt 17 năm công ty của anh Lợi đã vất vả, đã tìm ra những cái công việc của mình, và rồi những vất vả ấy, những giọt nước mắt và những sự thất bại, anh đã thành công. Và niềm vui của Chúa phục sinh không chỉ là tới với mỗi người, nhưng là đến với công ty ngày hôm nay. Chúng con dâng lên Chúa, bởi vì niềm vui của Chúa phục sinh không chỉ là đến với người Do Thái, nhưng niềm vui của Chúa phục sinh là đến với tất cả nhân loại, những công việc, công ty này, rồi sản phẩm này không chỉ ở Việt Nam nhưng được trên toàn thế giới. Chúng con dâng lên Chúa công ty này, công việc này, công nhân cũng như tất cả những người hiện diện làm việc ở đây luôn luôn được sự bình an của Chúa, và ước gì tin mừng của Chúa phục sinh cũng được lan tỏa nơi công ty này, nơi những người làm việc, để qua dấu chỉ của đời sống gia đình của anh chị cũng như tất cả mọi người để ta nhận ra chúng ta là anh em và đồng đội với nhau. Chúng con dâng lên Chúa những khó khăn trong những lúc công ty và gặp có thể những trắc trở, xin Chúa chúc lành và gìn giữ cho chúng con. Chúng con cầu xin là Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài. Đời con ương bóng Chúa thôi, con xin chào về Chúa. Niềm tin và ước mơ này được quên đi những lâu lo, tìm vui theo bước chân cha. Con ước trông cậy Chúa,
chúng ta mang phước lành cho công ty cũng như tất cả người dân nơi đây. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Nước vương ban sự bình an. Nước vương ban sự bình an. Nước vương ban sự bình an. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con xin thay mặt cho công ty và gia đình hôm nay thực sự yêu ái của quý cha quý anh chị em trong hội doanh nhân công giáo giáo phận Hải Phòng đến gia đình con chia sẻ với gia đình con nhiều lĩnh vực, thứ nhất về công ăn việc làm rồi việc gia đình. Thì con không biết nói gì hơn, hết lòng cảm ơn quý cha và quý các anh chị em trong hội viên trong hội dân nhân công giáo giáo phận Hải Phòng. Xin một lần nữa con xin hết lời cảm ơn. Kính thưa con kính thưa quý cha, kính thưa anh chị em. Đến tới đây thì chúng ta cũng khép lại chương trình tham quan doanh nghiệp bảo tàng Anh Lợi và chúng ta sẽ di chuyển theo đoàn xe chúng ta.